Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn giáo dục công dân lớp 9, trang 31, 33, bài 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Một là mảng đặt vấn đề. Chuyện về bác sĩ Lê Thế Trung. Hơn 50 năm đã trôi qua, y tá Lê Thế Trung ngày ấy giờ đã là thiếu tướng. Giáo sư, tiến sĩ y khoa, thầy thuốc nhân dân, anh hùng quân đội và một nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam. Nhắc đến tên ông, mọi người đều không khỏi ngạc nhiên và khâm phục bởi lòng quyết tâm, ý chí vươn lên trong học tập và sự say mê nghiên cứu khoa học, cùng với cái khả năng làm việc phi thường của ông. Là một người lính, khi chứng kiến cảnh đồng đội mình bị bỏng vì bom đạn địch mà không có thuốc chữa, ông cảm thấy đau như chính mình bị thương. Vì thế, ông đã quyết định đi sâu vào chuyên ngành bỏng, mong muốn tìm ra được những loại thuốc đặc trị nhằm làm giảm cái nỗi đau cho đồng đội của mình. Năm 1963, sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc học viện Kyrgyzstan ở Leningrad về chuyên ngành bỏng, về nước, nhiều đêm bác sĩ Lê Thế Trung đã thức trắng để hoàn thành hai cuốn sách Bỏng trong chiến tranh và những điều cần biết về bỏng, để Cục Quân y kịp thời phát đến các đơn vị trong toàn quốc năm 1965. Trong chiến tranh, để có thêm tư liệu thực tiễn, bác sĩ Lê Thế Trung đã đi bộ 2 tháng vượt Trường Sơn ra mặt trận để chữa bỏng. Ông đã phải xem xét kỹ lưỡng tất cả các loại vũ khí gây bỏng của địch và bắt tay vào nghiên cứu tìm da động vật thay thế da người. Cuối cùng, ông đã thành công và công thức dùng da ếch chữa bỏng của ông đã được gửi đi các chiến trường, cứu sống hàng trăm ca bỏng nặng. Khi đất nước đã hòa bình, ông vẫn muốn tìm cách chữa bệnh sao cho đỡ tốn kém. Và vì vậy, ông lại tiếp tục nghiên cứu tìm tòi để chế ra loại thuốc đặc trị bỏng mang tên B76. Loại thuốc được chiết xuất từ vỏ cây sơn trà này đã gây bất ngờ cho các chuyên gia chữa bỏng trong nước và quốc tế. Về công dụng của nó, ông còn nghiên cứu thành công gần 50 loại thuốc khác cũng có giá trị chữa bỏng và đem lại hiệu quả cao. Nhờ những cống hiến của ông cho nền y học nước nhà, giáo sư tiến sĩ Lê Thế Trung đã được Đảng và nhà nước ta phong tặng nhiều danh hiệu cao quý. Bây giờ tuy đã gần tuổi 80, song ông vẫn không ngừng làm việc với mong muốn để ngày càng có nhiều được người bệnh được chữa khỏi. Chính điều đó đã giúp ông có được ý chí quyết tâm cao, sức làm việc phi thường và đạt những cái thành công trên con đường khoa học. Phóng theo báo Công an Nhân dân số 1455-1456. Rồi tiếp sau đây là phần gợi ý. A. Qua câu chuyện trên, em có nhận xét gì về những việc làm của giáo sư Lê Thế Trung? Thì những việc làm của giáo sư Lê Thế Trung đã chứng tỏ ông là người có ý chí quyết tâm cao, có sức làm việc phi thường. Ông luôn say mê tìm tòi, sáng tạo và có ý thức trách nhiệm cao trong công việc. Rồi tiếp theo câu B. Hãy tìm những chi tiết trong truyện chứng tỏ giáo sư Lê Thế Trung là người làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Thì những cái chi tiết trong truyện chứng tỏ giáo sư Lê Thế Trung là người làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả đó là: tốt nghiệp lớp y tá, ông tự học thêm để trở thành người chữa bệnh bằng thuốc nam giỏi. Tốt nghiệp bác sĩ loại xuất sắc ở Liên Xô cũ về chuyên ngành bỏng năm 1963, năm 1965. Ông đã hoàn thành hai cuốn sách về bỏng để kịp thời phát đến các đơn vị trong toàn quốc. Ông nghiên cứu thành công tìm ra da ếch thay thế da người trong cái điều trị bỏng, chế ra loại thuốc trị bỏng mang tên B76 và nghiên cứu thành công gần 50 loại thuốc khác có giá trị chữa bỏng và đem lại hiệu quả cao. Tiếp theo C. Theo em, thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Điều đó có ý nghĩa gì trong cuộc sống? Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về nội dung
và hình thức trong cái một thời gian nhất định. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là yêu cầu đối với người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Tiếp theo, hai la mã nội dung bài học. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là yêu cầu đối với người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, mỗi người lao động phải tích cực nâng cao tay nghề, rèn luyện sức khỏe, lao động một cách tự giác, có kỷ luật và luôn năng động sáng tạo. Tiếp theo ba la mã là phần bài tập. 1. Theo em, những hành vi nào sau đây thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, vì sao? A. Để tranh thủ thời gian trong giờ học môn lịch sử, Minh thường đem bài tập của môn khác ra làm. B. Trong giờ kiểm tra, chưa đọc kỹ đề bài, Nam đã vội làm ngay. C. Hà thường sắp xếp thời gian và kế hoạch học tập một cách hợp lý, vì vậy đã đạt được kết quả cao trong học tập. D. Anh Phong cho rằng, để nâng cao hiệu quả sản xuất, thì cần phải tăng nhanh số lượng sản phẩm trong một đơn vị thời gian. D. Chị Thủy thường tranh thủ thời gian để hoàn thành tốt công việc trong thời gian ngắn nhất. E. Anh Tân bảo vệ luận án trước thời hạn và đạt kết quả xuất sắc. Như vậy, những cái hành vi thể hiện việc làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả đó là hành vi C, E, D. Vì đây là những công việc thể hiện sự làm việc có năng suất. Đây là những cái biểu hiện thể hiện sự làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Bởi Hà, chị Thủy, anh Tân đã sắp xếp thời gian hợp lý để hoàn thành tốt cái công việc với cái kết quả cao nhất. Còn hành vi A, B, D không thể hiện sự làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Tiếp theo bài tập 2. Vì sao làm việc gì cũng đòi hỏi phải có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả thì hậu quả sẽ như ra sao? Em hãy thêm một số ví dụ cụ thể. Làm việc gì cũng cần phải có năng suất, chất lượng, vì ngày nay, xã hội chúng ta không chỉ có nhu cầu về lượng sản phẩm mà điều quan trọng là chất lượng của nó. Ngày càng phải được nâng cao, hình thức đẹp, độ bền cao, công dụng tốt. Đó chính là hiệu quả của công việc. Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả thì chúng ta có thể gây nên những cái tác hại xấu cho con người, môi trường và xã hội. Ví dụ, mô hình rau sạch theo tiêu chuẩn quốc tế mang lại sự an toàn cho người sử dụng. Những cà phê bằng lõi viên gây ảnh hưởng sức khỏe người dân, sản xuất đồ ăn kém chất lượng. Khi quy định bắt buộc mọi người tham gia giao thông bằng phương tiện mô tô, xe gắn máy, thì phải đội nón mũ bảo hiểm được ban hành vì hám lời một số cơ sở đã sản xuất mũ bảo hiểm đã sản xuất ồ ạt, chất lượng mũ không đảm bảo, gây hậu quả không tốt cho người sử dụng, v.v. Tiếp theo, bài tập 3. Hãy nêu một ví dụ thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả mà em biết. Ví dụ như sau, bạn nam lớp em luôn tìm ra nhiều cách giải cho một bài toán. Thầy cô giáo trường em luôn cải tiến phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, giúp học sinh tiếp thu kiến thức nhanh, đạt kết quả cao trong các kỳ thi, nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Anh Nguyễn Đức Tâm đã sản xuất ra máy gặt lúa cầm tay. Rồi tiếp theo bài tập 4, em hãy tự liên hệ một việc làm có năng suất, chất lượng, hiệu quả của bản thân. Để làm được như vậy, em đã gặp những khó khăn gì và em đã vượt qua nó như thế nào, vượt qua những cái khó khăn đó như thế nào.
Ví dụ, em cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh. Khó khăn gặp phải đó là chưa có phương pháp học tiếng Anh hiệu quả và kết quả chưa cao. Chưa giao tiếp tốt và phát âm sai từ vựng, sai ngữ pháp. Em vượt qua khó khăn bằng cách mỗi ngày em dành 2 giờ để học, tự học tiếng Anh. Thường xuyên nghe các bài hát và các đoạn hội thoại bằng tiếng Anh. Em chịu khó đọc và dịch các bài đọc để có thêm từ vựng cũng như nâng cao kỹ năng phát âm. Ngoài ra, em chịu khó thực hành giao tiếp tiếng Anh hàng ngày với thầy cô bạn bè. Ví dụ 2, năm em học lớp 6 vì mới chuyển cấp, thay đổi môi trường học tập, bạn bè thầy cô, mà kết quả học tập của em trong kỳ 1 đã không được tốt, khiến cho bố mẹ và bản thân em rất buồn. Sau đó em đã cố gắng rất nhiều, đưa ra mục tiêu và kế hoạch rõ ràng cho bản thân, chăm chỉ học tập hơn. Sau một thời gian cố gắng nỗ lực thì kết thúc học kỳ 2, em đã giành được cái danh hiệu học sinh giỏi như kỳ vọng của bố mẹ và bản thân mình. Và từ đó em luôn lập kế hoạch cho bản thân để mình hoàn thành công việc tốt hơn. Những khó khăn của bản thân em đó là khó khăn để tập trung học tập theo kế hoạch đã định, cân đối để thời gian học tập và nghỉ ngơi hiệu quả. Em đã cố gắng thật tập trung để làm được như vậy. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn giáo dục công dân lớp 9. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thị Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.